Vợ tôi nghiện ếch phi tiêu tới đâu rồi? Sau thời gian tìm hiểu về tập tính, môi trường sống cũng như cách thức làm đồ ăn cho ếch phi tiêu thì vợ mình bắt tay vào con đường thèm ếch. Đầu tiên là làm ra một cái hồ vivarium. Đây là công đoạn khó khăn và cực nhọc nhất luôn, bởi vì ngoài việc lựa chọn loại nguyên liệu không gây nguy hiểm cho bầy ếch thì các bạn cũng phải lựa chọn loại cây phù hợp để chúng sinh sống. Nói thiệt là nếu tôi chơi tới công đoạn làm hồ là tôi sẽ bỏ cuộc, bởi vì thực sự kiếm đấu nguyên liệu thì dễ, nhưng mà sàng lọc lại thứ cần thiết và thích hợp thì rất khó. Có một điểm mà vợ tôi hơi sai lầm là cô ấy chọn cái tăng có kết cấu hơi không đúng, nó nên cao thay vì rộng, vì bọn ếch này cũng không cần không gian quá rộng và chiều ngang. Tuy nhiên vợ tôi bảo rút kinh nghiệm lần đầu, lần sau vợ tính cái khác cho bầy xịn hơn. Ủa, tức là có bầy xịn hơn nữa hả ta? Sau 2 tuần chờ đợi tin tức từ HT thì mấy đứa nhỏ đã về nhà rồi. Do còn nhỏ nên bọn nó chưa trổ hết màu sắc ra, nên tầm khoảng 4 tháng nữa khi bọn nó thực sự trưởng thành thì sẽ trông không khác gì con ếch bò sữa luôn ấy. Lần sau thì mình sẽ quay cảnh bọn nó ăn cho các bạn xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.